Cô gái bẩm sinh cổ hướng thẳng lên trên, chàng trai bẩm sinh cổ hướng thẳng xuống dưới. Một người chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, một người chỉ có thể cúi đầu nhìn đất, một người tính cách vui vẻ lạc quan, một người cô đơn tự ti, một người ở lầu trên, một người ở lầu dưới. Bọn họ tuy rằng ở cùng một tòa lầu, nhưng chưa từng gặp mặt nhau. Dù sao một người thích đi thang máy, một người thích đi cầu thang, cho dù thỉnh thoảng gặp nhau ở trước cửa, nhưng vì nguyên nhân cơ thể, hai người cũng chưa từng nhìn thấy nhau, nhìn thấy người ta có đôi có cặp trong quán cà phê. Chàng trai không biết lúc nào mình mới có thể đợi được tình yêu thuộc về anh. Hôm nay là ngày có kết quả của bệnh viện, anh vô cùng mong chờ mở văn kiện bệnh viện đưa tới ra. Lại nhìn thấy cổ hình thành một hình tam giác ổn định. Anh biết cổ mình cả đời chắc chắn cũng sẽ như thế, nhìn thấy tư thế nam nữ chính hôn nhau trên tờ rơi, giống hệt tư thế hiện tại của anh. Anh đột nhiên nhớ đến biển quảng cáo ở bể bơi lầu dưới. Trái tim bắt đầu kích động, anh lén lút ôm biển quảng cáo về nhà, sau đó thay một bộ quần áo vest sang trọng, học theo dáng vẻ nam chính trong TV, nắm lấy hai tay, lãng mạn khiêu vũ ở trong phòng. Lúc tình cảm nồng nhiệt, anh muốn hôn nữ chính trong biển quảng cáo, nhưng cho dù anh dùng sức thế nào, cũng không thể chạm đến môi của nữ chính, trong lúc gấp gáp còn làm đứt đầu của nữ chính trên biển quảng cáo. Xem ra người dị tật như anh, xác định không xứng đáng có được tình yêu, cho dù đối phương là một biển quảng cáo không có tình cảm. Anh nhìn bản thân trong gương, buồn bã ngồi trên giường. Lúc này bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng chim hót ríu rít. Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ, trùng hợp nhìn thấy cô gái dưới lầu, vừa nhìn nhau bọn họ đã yêu rồi. Khoảnh khắc này